Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để nhận miễn phí 100 token có mã là PUP. Rồi, trước hết quý vị hãy vào cái địa chỉ này này. Đây là địa chỉ website trang chính của cái PUP protocol.com. Quý vị đánh chính xác địa chỉ này. Rồi, quý vị kéo chuột xuống này. Quý vị tìm đến đây, quý vị tìm đến cái phần này này, One Free Pup này. Rồi thì ở đây quý vị sẽ phải hoàn thành một số nhiệm vụ. Ở ô đầu tiên này, quý vị hãy nhập cái địa chỉ email của quý vị vào này. Ok chưa? Rồi, tiếp theo quý vị hãy vào cái follow cái Twitter của họ này. Quý vị chọn vào click này. Đây, KTV sẽ mở một cái tab mới này. Rồi, quý vị chờ. Ok, quý vị chọn follow này. Follow. Rồi, đã follow. Quý vị có thể tắt nó đi. Quý vị trở lại cái trang chính của PUP này. Tiếp theo, quý vị hãy retweet cái bài viết họ đã pin trên cái Twitter. Quý vị cũng click vào đây này và mở một cái tab mới này này. Rồi, đây bây giờ quý vị hãy like này và retweet đây này. Đây, quý vị hãy gắn thẻ 3 người bạn vào. Ok chưa? Ở đây KTV sẽ gắn thẻ. Rồi, sau đó quý vị bấm vào tweet này. Rồi, quý vị bấm vào view luôn này. View này, để lấy cái đường link. Đó, thì đây là cái đường link này. Quý vị hãy copy cái đường link này này. Sao chép này. Rồi, quý vị có thể tắt cái này đi. Quý vị trở lại trang chính của post này. Rồi, quý vị dán cái đường link vào cái ô thứ ba đây này. Tí tweet link này. Ok chưa? Dán này. Rồi. Còn cái ô bên trên là cái tài khoản Twitter của quý vị. Quý vị hãy đánh cái tài khoản vào. Ok chưa? Quý vị lưu ý đánh cái dấu A cộng ở phía trước. Rồi, tiếp theo là cái phần join vào Telegram đây này. Quý vị cũng click và chọn hiển thị một tab mới này. Ok chưa? Quý vị chọn mở Telegram này. Rồi bây giờ quý vị chọn vào join này. Join này. Rồi trở lại với trình duyệt này. Quý vị có thể tắt cái này đi. Tiếp theo quý vị hãy join vào cái Office Telegram Channel này. Quý vị cũng click này. Mở liên kết trong tab mới này. Rồi quý vị cũng mở Telegram lên này. Rồi quý vị chọn Join Channel này. Ok, trở lại trình duyệt này. Quý vị cũng lại tắt cái này đi được này. Rồi bây giờ đến cái phần điền user Telegram này này. Thì quý vị hãy điền cái user Telegram của quý vị vào. Ok chưa? Rồi, cái ô bên dưới referral code này, quý vị hãy nhập cái địa chỉ click Telegram mà KTV đã làm này. A cộng KITV channel này. Đó. Rồi tiếp theo là cái ô cuối cùng này.
quý vị hãy nhập cái địa chỉ ví nó chạy trên BEP20 Binance Smart Chain vào để nhận cái token này. Ok chưa? Quý vị có thể lấy ở cái ví Safe Pan hoặc là ví Chớp. Còn ở đây KTV đã lưu sẵn rồi. Đó, KTV lưu sẵn cái ví này. Và chỉ việc copy cái địa chỉ ví để nhận và dán nó vào đây này. Đó, rồi xong quý vị bấm vào get 100 put này. Rồi, ok chưa?